Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24 giờ trading nhé. À hôm nay là cái phiên ngày 29 tháng 12 năm 2023, cũng là cái phiên cuối cùng của cái tuần này và chúng ta cũng kết thúc cái phiên này thôi là chúng ta đã chào tạm biệt cái năm cũ năm 2023 rồi. À, hôm nay thì ở đây chat sẽ tiếp tục view thị trường à, cho mọi người lên cái kế hoạch giao dịch trong ngày, đặc biệt là cái phiên chốt lời và cái giai đoạn cuối tuần cũng là cuối năm. À ngày hôm qua thì ở đây chat không có làm được video sáng bởi vì cũng sorry mọi người ở trên tele rồi đúng không ạ? Bởi vì là hôm qua là cạnh nhà mình nó có rất là ồn cho nên là lý do bất tiện thì chắc không làm được video nhưng mà buổi thực chiến ngày hôm qua thì quá thành công mỹ mãn rồi cũng như là các cái chiến lược vào ngày hôm qua và khi vào chat chia sẻ cho mọi người về cái vùng mục tiêu của vàng nó sẽ đạt đến sau khi mà brix qua được cái vùng 2069 2070 thì mục tiêu tiếp theo là các cái vùng 8 đặc biệt là cái bút điểm 86 đến 90 là cái vùng chúng ta có thể là bán mạnh tay hơn và dài hạn hơn đúng không ạ? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào? À, trước tiên là Richard sẽ view về phần, phần tin tức nha. Tin tức thì hôm nay là cái phiên cuối tuần, à, cái lý do duy nhất mà chúng ta có thể là quan tâm đến tin đó là một cái chỉ số PMI của Chicago liên quan đến đồng đô la Mỹ lúc 10 giờ kém 15 ngày hôm nay theo giờ Việt Nam thôi các bạn nhé. Còn là các cái tin tức khác thì nó là những cái tin tức rất là bình thường thôi và chúng ta sẽ trading trading thuần theo phân tích kỹ thuật cộng với một thứ nữa đó là cái tâm lý thị trường và cái giai đoạn chốt tuần và chốt tháng nhé cảnh báo cho mọi người luôn đó là gì tiềm ẩn rủi ro cực kỳ cao cái điều này thì trong suốt các buổi thực chiến gần đây thì chat đã nhắc rồi và các bạn thấy không ạ hôm qua thì vàng nó đẩy giá lên được đúng cái vùng mà đi chat cần rồi chia sẻ cho mọi người đó rồi sau đó là nó giảm trở lại đúng không ạ Hôm qua mà những ai mà theo zoom thực chiến của Richard và có rất nhiều người hôm qua có comment là sẽ bán vàng ở cái vùng giá mà Richard đưa ra ấy, à, giữ dài thì hôm qua chắc là cũng ăn được khá là tuyệt vời rồi bởi vì sáng nay chúng ta thấy là vàng nó xuống cái mức 2064-2065 rồi. Bây giờ thì sẽ view vào phân tích kỹ thuật nhé. Tin tức thì chúng ta cơ bản nhất là có tin liên quan đến đồng đô thôi. Còn các cái tin khác thì chúng ta giao dịch bình thường thôi. Bây giờ thì view vào buổi đồ phân tích kỹ thuật này các bạn thấy là trên khung giờ D ngày hôm qua đối với một cái điều đồ vàng sau khi mà nó tăng trưởng trở lại sideways và bứt phá qua cái vùng giá 2070 ở đây. Đúng không? Nó sideways đến mấy phiên ở chỗ vùng cái này thì chúng ta cũng thực chiến ăn khá là nhiều vòng rồi. Và không chính thức thì sau khi bứt phá hôm qua nó đạt được cái ngưỡng tăng trưởng khá là mạnh đó là gì? Lên vùng 2088 uh, 89 đó là một cái vùng giá rất đặc biệt mà Richard đã ghi nhớ nhắc mọi người là nó sẽ quay trở lại cái vùng này thì chúng ta bán chung đến giải hạn đúng không? Rất nhiều người đã nhận được cái chiến lược này rồi. À, tất nhiên là nó không phải là cái khu vực vùng test đỉnh nha, nhưng mà nó cũng là một cái hợp lưu rất là tuyệt vời và hôm qua thì Richard có cho mọi người chiến lược đúng không ạ? Ngày hôm nay thì trên khung D các bạn nhìn thấy là hôm qua đóng cửa là một cây nến gì đào chiều khá là đẹp rồi. Tuy nhiên thì với cái lực đào chiều này nó chưa phải là quá mạnh mẽ đâu. Nhưng ngày hôm nay thì là, là một cái ngày cuối tuần Do đó là nhìn cái cây nến này thì chúng ta ưu tiên tiếp theo của Richard Khuyên cho mọi người đó là tiếp tục cảnh bàn xuống yeah. à, Những ai giữ lệnh theo Richard là cái vùng 86 đến 90 ngày hôm qua Thì các bạn giữ rất nhiều nhà đầu tư Hôm qua Richard đã nhắn trực tiếp là bán ở cái khu vực 87 đến 90 Và chúng ta sẽ giữ lệnh dài rồi SL có SL rất là ngắn thôi Nó chỉ là vùng 91 đến 91.5 thôi đúng không ạ Bây giờ view xuống khung giờ H4 cho mọi người này. Đối với lại khung giờ D thì là nó là một cây nến đảo chiều khá là đẹp và trên khung giờ H4 thì cũng là một cái chu kỳ nến H4 giảm rất là đẹp đúng không ạ? Vậy thì cái cây nến H4 hiện tại mở cửa phiên của buổi sáng ngày hôm nay ngày 29 tháng 12 á thì nó đang có một cái lực hồi quay trở lại sau cái cú giảm sâu này thì có thể hôm nay nó sẽ có những cái nhịp hồi. Nhưng nếu như H4 có hồi được mạnh đi chăng nữa thì cái vùng mục tiêu của cái cái khung H4 ấy là có thể quanh mốc 75 cho đến dưới ngưỡng 80. Đấy là nếu mà gọi là hồi mạnh đấy nha, 75 đến dưới ngưỡng 80 tức là khoảng 50% cho đến 61.8 của cái con sóng hồi phục trong cái cây nến D ngày hôm qua. Đó là cái khu vực này nếu như mà các bạn rất nhiều người sẽ là gì đã đánh theo Fibonacci rồi thì chúng ta sẽ căn cứ theo cái vùng hồi. Đó, nếu như hồi mạnh thì có thể lên các cái ngưỡng 50 như là quanh mốc 75 này 76 cao hơn nữa là cái vùng 80 đúng không ạ? À, đây là theo cái fibonacci của sóng hồi so với cái ngày hôm qua nhá. Thế còn gần nhất là các cái khu vực gì 72 đến 75 thôi nhá. Từ 2072 đến 2075 thì đấy là cái ngưỡng mà quan trọng để mà con con sóng vàng hôm nay nó có thể hồi lại. Vậy thì với phiên á các bạn ạ, phiên á ngày hôm nay à, sau khi mà Richard làm cái video này thì mà mà up lên ấy thì nó nếu như cái cái giá vàng ấy nó giữ được cái vùng à, 6x ở đây tức là 62 cho đến 64 nó giữ được cái vùng giá này nhá thì khả năng rất cao là nó hồi quay trở lại các cái ngưỡng 74 bảy nó sẽ hồi lại như này rồi mới có thể giảm tiếp được các bạn nhé cao hơn nữa thì có thể là các cái vùng như là 8 x ở trên này đó 8 x là các cái vùng giá nhưng mà lúc đấy đi chat chia sẻ là vùng 80 đấy thì đây hôm qua nó cũng đã hồi một nhịp ở đấy rồi rồi sau đó là giảm lại đây là Richard đã chia sẻ cho mọi người luôn nhé. Và cái mục tiêu giảm lại thì có thể là vùng 5X hoặc thậm chí là phá vỡ qua ngưỡng 2050 thì nó giảm sâu hơn mọi người nhé. Tất nhiên là chiến lược nào cũng có rủi ro đúng không ạ? À, nếu hôm nay các bạn có canh bán xuống đi chăng nữa thì cắt lỗ cho Richard an toàn thì vẫn là trên cái đỉnh này vùng ngưỡng 2091 đúng không? Các bạn nhớ hôm qua Richard đã live stream và ghim cho mọi người rất rõ cắt lỗ an toàn là 2091 đúng không? và mình có cho mọi người chiến lược bán ấy, thì vùng 88 cho đến 90 và và cắt lỗ ở đâu nhỉ cắt lỗ ở 2091.5 đúng không ạ đó thì đây là cái vùng giá an toàn khi mà mình chia sẻ như thế để làm gì các bạn có thể là cân nhắc vốn nếu như quãng đường nó xa biên độ nó lớn đối với vàng thì các bạn giảm vô đi và chia bình quân giá các bạn có thể chia vô ra các bạn giao dịch nhé à có đương nhiên chiến lược mua ngày hôm nay thì là cái ngày chốt tuần, chốt tháng, chốt năm thì ở Richard không có chia sẻ chiến lược mua. Có thể là có chiến lược lướt scalping thôi, nhưng mà nó cũng tiềm ẩn rủi ro khá là cao. Bất kỳ một cái điểm nào ngày hôm nay thì các bạn vào có thể đều có lợi nhuận nhưng cũng có thể nó SL rất là cao nhé Bởi vì sao? Cái chiến lược ngày hôm nay thì phiên cuối tuần thì mình đi theo cái con sóng đó là sóng chốt lời thì hiệu quả hơn. Ok, đây là khung giờ H4 rồi đúng không ạ? Richard review xuống khung giờ M15 đi. M15 thì các bạn thấy là nó đang có những cái cú hồi phục nhưng mà hồi phục cũng khá là yếu ớt đúng không? Quanh mốc 64 mà nó lúc nãy thì nó lên được thì sắp xỉ ngưỡng 68 rồi. Vậy thì ở khung giờ M15 các bạn sẽ canh cho chat có thể mua quanh mốc 63, 64 nha. Mua nhẹ thôi và để SL 60. có thể là trong một cái biên độ này các bạn canh mua lên và để SL tuyệt đối đi. Bởi vì nó đâm thủng ngưỡng 60, 59 gì đó thì nó sẽ sập sâu hơn đúng không? Giống như hôm trước chat chia sẻ cho mọi người một cái vùng mua limit ở vùng 64 và xuống đến à, 64 và xuống đến 61 đấy. SL59 đúng không ạ? Và TP mục tiêu thì các bạn nhớ là những cái vùng đấy sau khi mà nó đạp xuống cái cây này này thì nó khớp được lệnh và nó lên rất là mạnh. Đấy, ngày hôm nay thì các bạn sẽ canh nha, phiên Á thôi nhá. Còn sang phiên Âu có thể cấu trúc nó khác À, tất nhiên là ngày hôm nay thì uh, Richard cũng đã nhắc uh, cho mọi người trên Zoom vào ngày hôm qua rồi đó là thì hôm nay chúng ta sẽ không có buổi thực chiến nhé Bởi vì sáng uh, Richard có cái lịch trình riêng rất là bận cho nên là uh, sorry cả nhà luôn Và hẹn gặp cả nhà lại sau uh, Tết Dương Lịch đi bởi vì cũng hôm nay là kết thúc uh, tuần và kết thúc năm nay rồi uh, Richard làm cái video này để cho mọi người uh, có thể là căn cứ vào đó mà có thể là tự lướt sóng được nha Các bạn xem video có thể tự lướt sóng được Ok đây là khung giờ M15 nhé Thì cái khu vực này thì các bạn có thể canh mua lên Nếu như mà đánh theo M5 hoặc M15 Thì các bạn target quanh đâu đó Vùng ngưỡng 70 đến 72 thôi Ví dụ như là các bạn mua quanh mức 64, 65 trái Mà nó quay lại được ở cái vùng giá như 70 đến 72 Là cũng 5 đến 70 pip 60 pip rồi thì quá tuyệt vời rồi đúng không ạ Đây là những cái, cái vùng giá Mà lướt sóng quá ngon lành rồi Thì các bạn tùy thuộc vào cái mức độ kỳ vọng target mà các bạn cần lâu lệnh thôi chứ còn không nên không nên kỳ vọng quá lớn nhé không nên kỳ vọng quá lớn đó đây là khung giờ thấp mà khi chat view như này rồi khi mà mình úp cái video này lên đấy mà giá vàng nó tiếp cận lại được cái ngưỡng này đây là cái vùng giá rất là quan trọng để các bạn có thể tìm kiếm những cơ hội mua tất nhiên là cái chiến lược nào cũng có rủi ro đúng không các bạn phải sl tuyệt đối thôi cái vùng giá này nếu mà sl ngắn thì có thể là sl 2060 các bạn nhé à, vùng mua đẹp cho buổi sáng ngày hôm nay đó là vùng 63 các bạn. Ạ. À, biên độ vùng 63, đấy là cái vùng mua đẹp. Ok, đây là với con vàng ở trên khung giờ M15 tức là Vchart view từ D xuống H4 cho đến là H1 và M15 rồi đúng không ạ? Bây giờ thì quay trở sang một số các biểu đồ khác đi. Nào, à ví dụ như là về các cái sản phẩm như là về dầu. À vừa rồi thì tăng trưởng cũng khá là đẹp được khoảng đi 7 gần sắp xỉ 800 pip. Bởi vì cái vùng mua của mình là từ 69 thôi mà nó lên sắp xỉ 76 rồi, lên 75x rồi. À, đối với con dầu thì các bạn thấy là trên khung D và đường kênh chen nó vẫn còn có tác dụng. À, tức là gì tâm lý thị trường vẫn có thể bán xuống đối với dầu chốt dầu một nhịp. Tuy nhiên thì đây là cái vùng giá rất là quan trọng và nó quay trở lại nếu như ai vừa rồi đây có chốt lời rồi hay là có nhỡ tàu cho nữa thì chúng ta sẽ chờ quay lại nha. Có thể ngưỡng đâu đó quanh mốc vùng 70. À, quanh đâu đó vùng 70 thì các bạn lại chia vốn ra entry lại. Đó, vừa rồi đây là một cái cú mà bật lên, Richard thì không có mua được ở cái điểm 6 hôm nó về vùng 67 đâu bởi vì sao nó chưa tới cái ngưỡng và tròn số mình chờ. Nó chỉ về 67x thôi nó đã lên rồi. Và các bạn thấy không nó lên được ngưỡng cao nhất là 76, chạm lên ngưỡng 76 thì nó cũng là một cái con số target và cũng khá là ok nhưng mà vì là lấy chat và cùng với rất nhiều nhà đầu tư là mua chung đến dài hạn cho nên là nó cũng chưa có cờ lâu lạnh nha. Còn những bạn nào mà có thể ăn những cái nhịp sóng vừa rồi thì cũng xin chúc mừng cả nhà thôi. đúng không ạ? Nó đi rất là nhanh luôn này sau khi mà mua được vùng giá này cái thì nó lên vèo vèo luôn. thì con dầu ngày hôm nay là cái phiên chốt tuần chốt uh, cuối năm ấy thì có thể là nó sẽ có cái một cái vòng nữa tức là nó test xuống test xuống đây rồi lên. hiểu không ạ? thì gần nhất là cái vùng mục tiêu là quanh mốc 70 thì các bạn có thể là chờ đợi những cơ hội và cái an chia vốn ra các bạn nhé. Khoảng nếu như bạn nào mà chưa có lệnh ấy, thì có thể là 30 hoặc là 50% tùy theo cái mức độ chịu đựng rủi ro là các bạn mua. Thực ra là với trading trung giải hạn thì các bạn chia vốn nhỏ, nó kể cả nó đi đến uh, 1000 2000 pip nó rất là bình thường thôi thì các bạn mới trading được. Tức là bởi vì cái target của chúng ta nó không không, không hề nhỏ nó cũng phải tương đương đúng không ạ? Đấy là với biểu đồ dầu nha. Quay trở sang một số các cái sản phẩm khác trong ngày hôm nay mà các bạn có thể có mục tiêu target tốt hơn nữa là ví dụ như lên qua đến coi đi. Với BTC USD vừa rồi đây thì Richard có cho mọi người các cái chiến lược bán xuống đối với coi trong cái con sóng chốt lời cuối năm các bạn thấy là nó retest lên rồi nó xuống, test lên rồi nó xuống đúng không ạ? Và ở đây thì các bạn thấy này, đỉnh bắt đầu thấp dần. Ok chưa? Đáy thì cao dần tức là một cái tam giác thu hẹp trong một cái nêm tăng mạnh đúng không? Nếu như mà nó phá vỡ qua được cái tam giác này giả sử như là nó phá vỡ hướng xuống dưới thì các bạn bán xuống và nó phá hướng lên thì các bạn mua lên nhưng trong cái nhịp này thì cơ bản nhất đó là tìm kiếm cơ hội bán chốt lời và tìm kiếm cơ hội bán chốt lời cái này thì đi chắc chia sẻ ngay từ mấy tuần trước sau khi mà nó có những cái cú động thái chốt lời của thị trường đây rồi đúng không ạ hôm đó chúng ta còn đang thực chiến và đi chắc có bán cả các cái mã khác như ví dụ như liên quan đến coi ADA chẳng hạn đúng không đó thì nó đang có những cái xu hướng như này thì các bạn có thể là đánh trong cái biên độ như này thôi ok nhá đây là với bitcoin ưu tiên ưu tiên coi quanh mốc cái vùng 43.8 đi bây giờ chỉ chúng ta nhìn thấy vùng 43.8 cho đến là 44.5 thì cái khu vực này rất dễ nó có thể test lại nhưng mà hôm nay thì là cái ngày chốt tuần rồi. và cuối tuần thì thứ bảy chủ nhật coi nó vẫn chạy nhưng mà tiềm ẩn rủi ro khá là cao đấy các bạn ạ, nó có thể quét thanh khoản sau đó nó mới sập được chẳng hạn thì đây là những cái vùng giá mà các bạn có thể cân nhắc nhé, yeah. vốn ra bán xuống chịu chấp nhận rủi ro thì chúng ta thì chiến thôi đúng không bởi vì đối với cái cuộc đời của trading của chúng ta ấy, của trader ấy đó là gì chỉ có thể chấp nhận rủi ro cộng với quản trị vốn thì các bạn mới có thể theo được đó, đấy là với cái biểu đồ BTC USD nhá nó mà break qua được cái này thì khả năng vùng mục tiêu là 48 rất là cao được chưa đấy là, đây là với coi các cái làn sóng coi vừa rồi đây thì chắc chia sẻ cho mọi người nó quá ok rồi bây giờ thì các bạn nào chốt thì coi như cho nó gọi là trọn vẹn trong cái năm 2023 này đi và chúng ta sẽ chia tay năm cũ Bây giờ sang một số các sản phẩm khác nữa thì có thể là có rất nhiều các sản phẩm nó sẽ có những cái tiềm năng trong năm 2024. Thì vào một buổi gần đây nhất đi đi chat sẽ quay trở lại và định hướng cùng với mọi người sẽ có một cái buổi live stream để mà định hướng cho năm 2024 các bạn nhé. À, còn bây giờ thì phân tích một số các cái cặp ngoại tệ ví dụ như liên quan đến GZ hay UZ chẳng hạn nó đang quay lại test đáy ví dụ như con GZ này. Đúng không ạ? Hôm qua thì các bạn có nhớ là hôm qua chúng ta có những cái kèo sell đúng không ạ? Đấy, kèo sell limit ở vùng 181.3 Hôm trước thì chúng ta sell ở gì? 81.8 hôm qua thì sell 1.3 và hôm qua nó sập tuyệt vời không ạ? Hôm qua thì đi chắt vào bằng tay nhá. Và bằng tay cái kèo BPGP này nó lên được 181.2 mấy ấy, rồi nó xuống rất là mạnh. Thì hôm qua mà ai có bán được con GJ -G thì quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? ngày hôm nay thì các bạn nhìn thấy với vì GBP các bạn thấy 1 2 3 đáy ở đây và hôm qua nó nó chọc rất là sâu tạo một cái đáy mới nhưng có một cái cây hammer ở đây rồi vậy thì đối với GBP các bạn ngày hôm nay tìm kiếm cơ hội mua lên nhé với cặp này thì lại tìm kiếm cơ hội mua lên tất nhiên là biên độ của GZ nó khá là lớn nhưng với cấu trúc này thì các bạn tìm kiếm cơ hội mua lại cho Richard chat tìm kiếm cơ hội mua lại đấy có thể nó sẽ có một cái mục tiêu tăng trưởng khá là tốt đấy đó, đây là khung 4 giờ hôm qua nó giảm rất sâu nhưng hôm nay cũng có thể là nó quay trở lại rất là mạnh mẽ chẳng hạn. Đó, đây là với GBP GP biên độ mua thì có thể là xuống tận giữa các cái vùng như là vùng 179. Đó. Canh thôi các bạn canh thôi, bởi vì hiện tại bây giờ khi mà Richard làm YouTube ấy, thì nó không có một cái điểm entry đẹp, các bạn chỉ có thể canh hoặc chia vốn biên độ của GJ khá là lớn nhé rồi ngoài GJ ra thì liên quan đến G thì có ví dụ như GBP 1D. Cái cặp GU này này, À, sau khi mà nó tăng trưởng tạo ra một cái đỉnh 1, 2, 3 đỉnh mới rồi các bạn nhìn đây là có một cái đường neckline nha Đấy, sau khi tạo đỉnh mới thì nó có những cái cấu trúc đảo chiều trở lại và những cái cây nến sâu tinh tiếp diễn ở đây chỉ cần phá qua được khu vực 27 này thôi thì có thể nó sẽ có một cái nhịp giảm sâu hơn do đó là hôm nay thì với cái sản phẩm này thì các bạn cũng ưu tiên tìm cơ hội bán xuống nhé yeah. tức là gì ưu tiên rồi nhưng mà là tìm cơ hội bán xuống nha đối với lại à, cái cặp GBP đó, có thể nó sẽ có một cái con sóng quay trở lại cái vùng 26 hoặc thậm chí là vùng 25 sâu hơn là dưới này. Đó, đấy là với GBP USD ngày hôm nay các bạn nhé. Tức là ngoại tệ thì đương nhiên là hôm nay thì có cặp G này hoặc là liên quan đến USD thì có EU nữa. EU nữa này. Rồi EU thì sau khi chạm kháng cự nó có cấu trúc đảo chiều rồi. À, vượt đỉnh một chút xíu rồi sau đó đảo chiều trở lại cặp tiền này hôm nay các bạn có thể canh cao tìm kiếm cơ hội bán xuống được ok đây là với EU nha mình sẽ sang thêm một cặp liên quan đến GPI nữa ví dụ như là UZ đi nào với USD GPI à, cái cặp tiền này thì hôm trước nó quay trở về cái vùng đáy này tức là ngày hôm qua ấy à, chính xác là nó quay trở về vùng đáy này nên như chưa cấu trúc đảo chiều ngày hôm qua thì nó test đáy và cũng không hề có vôn mua các bạn nhìn thấy không? Không hề có phân bố. Đây là một cái cái cấu trúc rất là quen thuộc của thị trường đó là cấu trúc thanh khoản. Cấu trúc thanh khoản tức là nó quét SL ấy. Và rất là mừng ở cái chỗ là khi mà nó quét thanh khoản xong thì nó có cấu trúc đảo chiều. Đây là một cái tín hiệu fail break khá là tốt để cho chúng ta cơ hội mua lại. Ngày hôm nay với Uzi bản thân cá nhân Richard chia sẻ nha thì bản thân Richard nhắm mắt mua SL chấp nhận OK SL chấp nhận SL có thể là để ở vùng 140 Trước đây thì Richard có phân tích là trên khung D là nó có một cái vùng 137 nó có thể về đúng không? Đây các bạn nhớ là cái vùng này đúng không ạ? Đây cái vùng hỗ trợ này, nhưng nó chưa về tới và ở đây nó đã lập đáy một lần rồi. Một đáy một lần tức là liên quan đến hôm tin lãi suất nó tăng trở lại và bây giờ nó test xuống rồi nó lại hồi lên và cấu trúc như thế này thì các bạn hôm nay tìm kiếm cơ hội mua lại đối với UJI nhá. Những cặp tiền đuôi gpi ngày hôm nay có thể là các bạn sẽ tìm kiếm những cơ hội mua lại có khi thành công. Ok, ngày hôm nay là ngày cuối gì ạ? À, cuối tuần và cũng là chốt năm rồi ạ. Richard thì thời lượng buổi sáng thì cũng không có quá nhiều đâu nhưng mà sẽ cập nhật video cho mọi người đến đây hôm nay thì rất sorry cả nhà luôn là về buổi thực chiến zoom sáng và chiều nay sẽ không có nhá Richard có bận việc cá nhân cho nên nó sẽ hẹn gặp lại cả nhà vào những ngày tới bây giờ thì Richard xin phép được dừng cái video đây và kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày trading hiệu quả kết thúc năm thì Richard cũng xin kính chúc các bạn có một cái ngày target tuyệt vời nữa và chia tay với cái năm cũ để mà hoan hỉ đón chào năm 2024 với vạn sự thành công chờ đợi phía trước cũng ra cũng như là lập lên những cái kế hoạch đầu tư cho tương lai được tốt đẹp hơn nữa. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.